nói về cái giá trị vật chất ấy, thì xin thưa không có nghĩa là mình bố thí càng nhiều thì uh, phước nó càng nhiều chưa chắc mà ở đây đó um, nó có uh, ba loại thứ nhất là nô lệ thí thứ hai là bằng hữu thí và thứ ba là chủ nhân thí tức là sao nô lệ thí đó. là khi mà mình cho mà mình cho toàn mấy cái đồ mình vứt đi mấy cái đồ mà mình không có nhu cầu mấy cái đồ mình không muốn xài mình đem mình cho thì đó là nô lệ thí ừ. sư không nói là nó không có phước sư không nói là nó không có phước và sư cũng không có cản Tức là nếu như mà quý vị bố thí mà mình cứ lựa toàn độ bỏ đó để mình đem mình cho thì nó cũng có phước chứ không phải là không có phước Tuy nhiên nó là nô lệ thí tức là cho những cái thứ mà mình vứt đi à, chính bởi vì như vậy đó nha Thí à, dụ như mà mình à, ăn một bữa ăn một bữa cơm ăn một bữa cơm mình ăn một bữa 50 chục ngàn ví dụ như vậy còn cái bữa cơm mà 10 ngàn mình nhìn vô mình ớn muốn chết luôn mình không muốn ăn nhưng mà mình đem cái bữa cơm 10 ngàn đó mình đi mình bố thí cho người ta thì cái bố thí đó là nô lệ thí nha rồi giả như là mình là người giàu nha mình rất là giàu À, mình cầm cái túi LV, à, túi Gucci, à, rồi à, à, rồi mình có cái áo cái áo lông chồn rất là quý, rất là quý. À, nhưng mà xài thời gian cái mình chán rồi, mình chán rồi mình bỏ. Nhưng mà bỏ thì nó cũng uổng đồ xịn mà đồ xịn bỏ thì nó phí. Thôi mình cũng gom mình đem cho. Thì mặc dù á, cái giá trị tài sản á, nó rất là cao nha nó rất là cao hàng cao cấp nha nhưng mà khi mà mình vứt đi như vậy đó mà mình để mình cho thì nó lại là nô lệ thí mà cái nô lệ thí này chùa thì có nhiều nhiều lắm à, cái kiểu vật tử mấy cái đồ cũ à, đồ cũ thì bỏ thương vương thì tội à, thôi thì cứ tống hết vô chùa biết đâu mấy thầy mấy sư có cái để mà xài thì xin thưa là mấy cái đó nô lệ thí nha nô lệ thí rồi còn cái thứ hai là bằng hữu thí bằng hữu thí nghĩa là sao có nghĩa là khi mà mình dùng cái gì thì mình cho cái đó tức là mình cho cái mà nó ngang với mình thí dụ như mình cũng cái ví dụ ở trên Nha, cái người mà ăn một cái món ăn 50 ngàn còn cái còn một bữa ăn 10 ngàn mình nhìn ớm, muốn ớm chết mà mình không có dám mình không có muốn thèm ăn à, nhưng mà ngược lại đối với người người nghèo nha ăn một cái bữa cơm mà 10 ngàn nhưng mà họ chịu chia sẻ cái bữa cơm 10 ngàn đó cho người khác thì cái sự chia sẻ mà ngang hàng như vậy đó nó là bằng hữu thí nha nó là bằng hữu thí còn cái loại thứ ba đó là những cái đó mình không dám ăn mình không dám xài nhưng mà mình đem cái đó mình cho người khác mình dám cho ví dụ như mình không có dám ăn một cái bữa ăn mà năm chục ngàn mình không có dám ăn nhà mình ăn bữa chừng 10 ngàn thôi nhưng mà mình gặp một cái người nào đó mà mình quý quá quý quá thành ra là thôi cắn cắn răng cắn cắn bụng móc 50 ngàn đãi họ một bữa ăn thì đó là chủ nhân thí cho nên cái giá trị tài sản nó chỉ là tương đối nhưng mà nó tương đối là tương đối với cái khả năng mà mình cho ra nha chính bởi vì như vậy người giàu thì đúng là cái khả năng bố thí của họ thì rất là nhiều rất là tốt và họ thường thì um, nói chứ cũng là một cái um, bộ phận uh, không thể bỏ qua của các cái tự viện bởi chính bởi những cái đại gia thí chủ mới giúp cho các cái ngôi chùa rất là nhiều nha Ví dụ như cần xây đúng không 100 bao xi si măng 1.000 bao xi si măng à, còn um, bá gia bá tánh thì đến có khi uh, một bao hai bao đấy nhưng mà nhưng mà cái người nghèo ấy khi mà họ bố thí thì thường cái phước họ nhiều hơn người giàu tại sao như vậy bởi vì um, như quý vị thấy hồi nãy cái người giàu ấy, khi chúng ta bố thí đúng là chúng ta có khi chúng ta bố thí rất là nhiều nhưng mà cái sự bố thí của mình ấy, nó được bao nhiêu phần trăm trong số tài sản mình có được bao nhiêu phần trăm nhưng mà đối với người nghèo ấy khi mà họ bố thí ấy, thì cái tài sản của họ nó thường chiếm rất là nhiều thường chiếm rất là nhiều mà có khi là họ sẵn sàng họ dốc sạch túi để mà họ bố thí trong khi đó người giàu hiếm khi mình chỉ dám dốc sạch tài sản để mà mình cho nhưng mà người nghèo họ dễ làm cái chuyện đó hơn thành thử người nghèo đúng là họ Uhm, khó bố thí nhưng mà một khi họ chịu bố thí thì thường ấy cái cấp bậc của họ sẽ cao hơn người giàu uhm.